Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh đọc truyện của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc tiếp chuyện Nhân Cách Nguy Hiểm nha. Thì chờ ở nhé. Vừa giờ tôi mới nghe nói một vụ án cũ siêu ghê là ra sẽ dọa chết ông. Quả thực là ám ảnh tuổi thơ tôi. Quý Minh Nhệ nghĩ cái gì? Nói cái đó. Chủ đề nói chuyện nhiều vô số kể. Chưa trả được tin nhắn trả lời, thì cách mấy phút lại bắt đầu chủ đề mới. Ngày mai tôi nghỉ, mọi người chuẩn bị tụ tập. Tên nhóc vung vữa kia lớn đến như vậy, thế mà chưa từng đến quán bar. Nếu như ông không có việc gì, thì cùng đến đi. Cuối cùng, Quý Minh Nhệ gửi đến một câu. Này, nhắc đến quán bar, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Từ lúc quen biết ông đến bây giờ, hình như chưa từng thấy ông uống rượu. Trong phòng vẫn là bóng tối như trước, chỉ thấy mở tivi trước. Cả phòng khách chỉ còn lại ánh sáng của tivi. Từ găng tay màu đen rơi xuống, nằm trên bàn. Sau khi tắm rửa xong, chỉ thấy bưng ly thủy tinh ngồi trên sofa uống nước. Nhìn đôi găng tay màu đen đó, nhớ đến đoạn sau mà vừa rồi chưa mưa đến. 3 tháng ở trong bệnh viện, anh cũng không thể nào tin vào khả năng vượt qua tự nhiên này. Khi triệu chứng mất thính lực biến mất, anh tưởng rằng bệnh của mình đã khỏi. Có lẽ tất cả sự thật sự chỉ là ảo ảnh thính giác mà thôi. Toàn bộ âm thanh ù ù kéo đến đều không phải thật. Cuối cùng, anh cũng về lại thế giới chân thực. Nhưng mà hôm ra viện, khả năng đọc suy nghĩ này không đến mức triệu chứng mất thính lực. Chỉ là so với 3 tháng mất thính lực ấy, nó không còn được kích hoạt trong phạm vi nhất định. Không cần điều kiện gì, mà phải thêm một điều kiện cần thiết. Cần phải dùng tay chạm vào đối phương. Nhưng điều kiện này không hoàn toàn tuyệt đối, có một thứ có thể phá vỡ ràng buộc này. Hình như chưa từng thấy ông uống rượu. Tầm nhìn của Chí Thanh ở trên chữ nhỏ đó trên giao diện trò chuyện. Nếu như anh uống rượu, khả năng đọc suy nghĩ sẽ mất kiểm soát. Nói chính xác thì quay về trạng thái mất đi thính lực, khi đó anh có thể nghe thấy âm thanh trong phạm vi nhất định. Trong không gian phạm vi nhất định này, chỉ cần đối phương đang nói chuyện vào giờ phút đó thì anh có thể nghe thấy. Giống như cả thế giới đang thầm thì kỳ lạ bên tai. Sống của học sinh ba tốt mấy ông đều nhàm chán thế sao? Hôm sau, Tú Minh Nhuệ ngồi trong quán bar ánh đèn lờ mờ, đầy rượu mà bartender mới pha xong chưa kinh vụ. Chẳng lẽ ông cũng chưa từng uống rượu hả? Khương Vũ nhận lấy, có hơi mất tự nhiên. Bia có tính không? Ăn cơm vào mùa hè, tôi thường uống bia lạnh với ba tôi mấy lần. Quý Minh Nhật thật sự không biết nói anh ta cái gì mới tốt. Ông nhìn chị Lan bên cạnh ông kìa. Cô ấy còn giữ hơn ông. Người ta uống whisky mà mắt không chớp. Cô hiểu Lan phất mái tóc ngắn, ngang tay gọn gàng. Chứ không mặc đồ cảnh sát, cũng ăn mặc vô cùng chững chạc. Ai không biết mình tưởng cảnh sát ngầm đến chấp hành nhiệm vụ. Vô cùng không phù hợp với gương mặt dịu dàng của cô. Không vụ. Chị hiểu Lan, sao cô không mặc váy? Có phải không thích không? Tôi hiểu Lan nhìn anh ta, giọng nói dịu dàng lấy ra một câu cứng rắn nhất. Không tiện, váy ảnh hưởng đến tốc độ bá chân của tôi. Quý Minh Nhuệ, chúng ta đến đây thư giãn mà. Tôi hiểu Lan, đã như quán bar xảy ra tình huống gì đó, nhân dân cần chúng ta thì sao? Quý Minh Nhuệ chắp tay, nói rất có lý, là tôi suy nghĩ không chu đáo. Vụ án nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, kết thúc. Lúc này nhóm ba người mới coi như tự cảm nhận được chút cảm giác chân thực sau khi vào nghề. Bệnh nghề nghiệp cũng theo thế mà sinh ra, gần như là không thả lỏng được, theo thói quen đánh giá thiết bị trong cửa hàng. Có tình huống nào trái quyết định không? Trình độ có đủ hay không? Điều giấy phép kinh doanh hay không? Trong quán có xuất hiện giao dịch lén lút, đường dây phi pháp không? Bartender trước mặt bị ba người bọn họ nhìn đến mức lưng run lẩy bẩy. Ok, vậy là mình đã
Học xong phần chuyện ngày mai thì em mọi người cảm ơn mọi người theo dõi video này của mình. Chúng ta xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.